Chào cả nhà ơi, em lại tiếp tục livestream chia sẻ với các chị về cái sản phẩm tinh chất vàng Gonzan nhà em ngày hôm nay ạ. Tinh chất Gonzan nhà em thì có tác dụng giúp làm trắng da, mịn da, mờ, thâm nám, tàn nhang. Đặc biệt là với những chị nào da các chị đang bị da bị lão hóa, da các chị bắt đầu đến thời kỳ mà da của mình ấy nó không còn được săn chắc nữa, hoặc là da của mình nó gặp vấn đề như là da mình lỗ chân lông to, da kiềm da dầu mà nó không khó là kiềm dầu này. Rồi chị nào mà da bị nám nhiều cái phần má này, các chị này da nhăn ở phần đuôi mắt, ở cười mà nhăn ở phần mắt, ở mũi, ở miệng của mình nó hiện rõ lên nếp nhăn ấy, thì mình dùng cái tinh chất Gonzan để làm căng da cũng như làm trắng da có hiệu quả nhá các chị nhá. Và sản phẩm em giới thiệu với chị ngày hôm nay đấy chính là cái tinh chất Gonzan này này. Em có giảm giá trực tiếp ở trong livestream này từ 800.000 xuống còn 300.000 một sản phẩm. Mua một tinh chất Gonzan này em tặng các chị một máy massage mini cầm tay trị giá 250.000 bên nhà em này nhá các chị nhá. Máy massage nhà em này có hai màu này, màu trắng với màu hồng này. Chị các chị lấy màu nào được em sẽ gửi các chị màu đấy nhá các chị nhá. Sản phẩm máy massage mini nhá, cầm tay bên nhà em này nó có hai chức năng ạ. Chức năng đèn đỏ và chức năng đèn xanh. Nếu như các chị nào mà đang bị nám nhiều, các chị bị da các chị bị nám nhiều mà nám sâu và nám rộng, các chị dùng sang chức năng đèn đỏ cho em để soi trực tiếp lên trên da mặt của mình, để làm cho da mình nó căng hơn, cũng như là nó soi trực tiếp cái đèn đỏ lên da đấy, giúp cho da của mình vừa trắng hơn vừa căng hơn có hiệu quả nhá. Có chị nào đang xem livestream thì chia sẻ livestream này của em trên trang cá nhân cũng như là trên các nhóm chợ nhá. Mua một tinh chất Gonzan này nhà em thì có tặng cho các chị một máy massage mini cầm tay trị giá 250.000 mà chỉ trong livestream mới có. Chào chị Hà Suri, còn ai được không ạ? Còn ai đang xem livestream của em vào buổi tối này, các chị đi qua cho em xin một dấu chấm tương tác nhá. Cả nhà ơi, chia sẻ livestream này của em nào, chia sẻ livestream này của em trên trang cá nhân cũng như là trên các nhóm chợ. Chị nào có nhu cầu muốn được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, các chị comment cho em xin số điện thoại ngay trong livestream này nhá, để em gọi điện tư vấn kỹ hơn cho tất cả các chị về cái sản phẩm tinh chất nhà em ngày hôm nay, dưỡng trắng da, mờ, thâm nám, tàn nhang, làm căng da, đặc biệt là điều đặc trị thâm nám tàn nhang có hiệu quả. Và em lại test cái sản phẩm để trực tiếp lên trên da mặt cho các chị xem nhá. Test luôn cái sản phẩm để trực tiếp này. Chị nào đã dùng sản phẩm nhà em rồi ạ? Em thấy cái trên Facebook chị Hà Suri này là rất là thân quen luôn, bởi vì chị này đã mua rất nhiều sản phẩm bên nhà em rồi. Chị cho em ý kiến phản hồi về sản phẩm này nhá chị nhá. Có chị nào đang xem livestream này của em mà đã dùng sản phẩm nhà em thì cho em ý kiến phản hồi nào. Em chào chị Vũ Thị Thu Hà. Đây ạ, em đang bật cái máy massage em sẽ tặng cho mọi người là cái sang chế độ đèn đỏ, nếu như em ví dụ là cái da mặt mình mà có nhiều vết thâm nám tàn nhang nhá. Em hướng dẫn mọi người dùng cái máy massage này cùng với lại cả cái tinh chất này nhá. Xoay tròn nha em cái máy massage này trên trán, đối vùng da trán của mình này. Sau đó là đưa vùng da mặt của mình đưa nhẹ nhàng thôi để cho cái tinh chất này nó thấm đều lên trên da mặt của mình nhá. Đó, đưa hết đều cái tinh chất này này, dùng cái máy massage này đưa đều cho em để giúp cái tinh chất nó chẳng già dàn trải đều lên trên da mặt của mình này. Đưa máy này từ dưới lên trên cho em và đưa máy này từ trong ra ngoài để giúp cho cái tinh chất này nó thấm sâu vào trong da mặt của mình được tốt hơn, cũng như là đưa cái máy này này để giúp cho cái vùng da của mình nó được căng da các chị nhá. Căng da này cũng như là mờ, thâm nám, tàn nhang, quan trọng là cái đèn này này nó xoay trực tiếp đến cái vùng da của mình ấy ạ. Cái đèn đỏ các chị nhìn ạ, cái đèn đỏ mà em đang giơ trên cái vùng má của em, các chị nhìn rõ không ạ? Quan trọng là cái đèn này này nó xoay trực tiếp lên trên cái vùng da mặt của mình, cùng với cả cái tinh chất này nó vừa giúp làm tinh chất này thấm sâu hơn, mà cái đèn này nó lại giúp cho cái vùng da mặt của mình này, nhất là đối với cái da mặt vùng mà bị nám nhiều hay là các chị bị thâm nám nhiều ấy, đó nó sẽ làm giúp cho cái vùng da của mình này nó nhanh được cái vết nám ấy nó nhanh được bay hơn các chị nhá, cũng như là vết tàn nhang ấy nó nhanh được bay hơn nhờ cái đèn đỏ nó có chứa tia laser, cho nên là nó tác động sâu hơn vào cái tế bào dưới da ở dưới da mặt của mình ấy ạ. Giúp cái da mặt của mình này nó dễ dàng mà đẩy thấm sâu cái tinh chất, cũng như là nó đẩy bay hết đi cả những cái vết nám này này. Đặc biệt là những ai mà mới bị nám, mới bị thâm nám hoặc xuất hiện với đồi mồi chân chim nếu có nhá. Các chị dùng cái máy massage này xoay sang chế độ đèn đỏ cho em. Đó, vừa xoay và vừa đẩy cái massage này, vừa sử dụng cái máy massage này giúp cho cái da mặt của mình ạ. Nó vừa căng nó cũng vừa mịn, cũng như là nó vừa mờ được vết thâm nám tàn nhang nhá. Chị nào đã dùng sản phẩm này nhà em rồi thì cho em cái ý kiến phản hồi nào. Cả nhà ơi, chia sẻ livestream đi ạ. Các chị đi qua để cho em xin một dấu chấm tương tác nhé các chị nhá. Phản hồi ý kiến về sử dụng sản phẩm này nhà em nào.
Nhớ là lúc nào cũng phải đưa máy massage này sang hai bên cho em nhé các chị nhé, để giúp cho cái vùng da mặt của mình nó luôn được căng, nó không bị chảy xệ, đừng có đưa ngược lại nhá, cũng không được đưa máy từ trên xuống dưới nhé các chị nhé. Nếu như đưa máy từ trên xuống dưới cái da của mình ấy nó bị nhăn da đấy. Các chị nhanh tay để lại cho em số điện thoại bởi vì em chỉ có tặng quà trong livestream này thôi nhá. Em tặng cho 20 chị là 20 cái chai tinh chất này, hoặc là 20 cái máy massage khi mà các chị mua tinh chất cho em. Mua tinh chất này nhà em có nghĩa là mua một tặng một bất kỳ, hoặc là một chai tinh chất hoặc là một máy massage mini cầm tay này dành tất cả cho các chị đang xem livestream ở đây. Chia sẻ livestream này của em trên trang cá nhân và để lại cho em số điện thoại trực tiếp ngay trong livestream này để em chốt được đơn hàng cho các chị nhá. Em chào chị Châu Phạm, còn ai nữa không ạ? Các chị nào vào livestream với em nào, đi qua cho em xin một dấu chấm tương tác nhá. Dùng tinh chất này nhà em, chị nào mà đang bị nám, các chị bị nám hoặc bị tàn nhang, các chị chỉ cần dùng cái tinh chất này nhà em, sau độ khoảng tầm khoảng 2 tuần thôi, những cái vết nám, vết tàn nhang nó bay đi rất là nhanh. Da của mình nó mềm mịn hơn rất là nhiều các chị nhá, da vừa căng vừa mềm và vừa mịn này, cũng như là da mặt của mình ấy nó rất là căng luôn, cũng như là nó trắng hẳn lên so một tông này đó. Em chào Hạnh Phúc Ảo nhá, xin chào chị Hạnh Phúc Ảo, chị Suri, chị Vũ, Vũ Thị Thu Hà, chị Loan Kim, chị Châu Phạm, chị Vũ Lan Phương, cả nhà để lại cho em, đi qua cho em xin một dấu chấm tương tác nào đó. Dùng cái máy massage này nhớ lúc nào cũng dùng sang đèn đỏ cho em này, dùng sang đèn đỏ soi trực tiếp đèn cho em trực tiếp như thế này nhá. Em chào chị Huỳnh Quang nhá, dùng cái đèn đỏ soi trực tiếp lên trên da mặt của mình và đưa cho em cái máy massage này từ dưới lên trên các chị này, đưa máy này từ dưới lên trên để làm căng cái da mặt của mình nhá, cũng như là nó nâng cái cơ mặt của mình được tốt hơn, nó chống cho cái việc da mặt của mình nó bị chảy xệ, cũng như là nó làm cho cái vùng cái mỡ cằm của mình đấy ạ. Các chị đưa cho em sang hai bên này, cái mỡ cằm của mình ấy nó được đánh tan đi rất là tốt. Chị ơi, cái sản phẩm này nhà em là sản phẩm đặc trị nám tàn nhang nhá, chị Nguyễn Hoàng Linh nhá. Cho nên là em đang giới thiệu các chị cái sản phẩm đặc trị thâm nám tàn nhang, đấy chính là cái tinh chất vàng ngôn san 24K này. Đó, chai tinh chất nhà em là 300.000. Mua một chai tinh chất thì em tặng cho các chị một máy massage mini cầm tay, trị giá 250.000 cái máy massage này ạ. Còn chai tinh chất nhà em là 300.000. Đã giảm giá trực tiếp ở trong livestream này rồi nhá. Đã giảm giá trực tiếp ở trong livestream này từ 800.000 xuống còn 300.000 một lọ nhá. Dùng xong tinh chất thì có phải rửa mặt không chị? Dùng xong tinh chất, dùng xong tinh chất mình để độ khoảng 30 phút này, sau đó là mình rửa lại mặt, hoặc là các chị nếu mà chị nào bị nám sâu nám rộng các chị để qua đêm cho em đều được nhá. Máy dùng pin à chị? Đúng rồi, máy massage này dùng pin nhá chị, và chị Hà Vũ Thị Thu Hà nhá. Máy này nhà em dùng pin, và cái pin mình dùng ấy chính là cái pin cúc nhá. Đây là cái pin này, đây là cái pin của cái máy massage này nhá, đây chính là cái pin cúc. Pin này bán rất nhiều các hàng đồng hồ. Chị nào mà có muốn được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm tinh chất hoặc là máy massage này nhà em, các chị comment cho em số điện thoại luôn ở trong livestream này. Mua một tinh chất thì em tặng các chị một máy massage mini cầm tay trị giá 250.000. Chai tinh chất nhà em có giảm giá trực tiếp từ 800.000 xuống còn 300.000, và chỉ có giảm giá và tặng quà trong livestream thôi. Trong buổi tối ngày hôm nay em tặng cho 20 chị là 20 cái máy massage hoặc là 20 cái lọ tinh chất này dành cho tất cả các chị. Chị nào mà cứ mua sản phẩm nhà em thì em đều có tặng quà cho chị đấy nhá. Cả nhà tương tác cùng với em đi ạ, đi qua cho em xin một dấu chấm tương tác này. Và là các chị chia sẻ livestream này của em nhá, chia sẻ livestream này của em trên trang cá nhân cũng như là trên các nhóm chợ đi ạ. Huỳnh Quang, xuất xứ ở đâu? Chị ơi, xuất xứ này của nhà em là của Hàn Quốc các chị nhá. Sản phẩm này của nhà em là của Hàn Quốc ạ. Chị nào mà đã dùng sản phẩm của Hàn Quốc rồi này, đó các chị đã thấy là dùng sản phẩm nhà em cực kỳ là thích luôn, bởi vì là dùng cái dòng sản phẩm này da của mình nó vừa căng vừa mịn này. Hôm nay có một chị, chắc là chị cũng khá là nhiều tuổi rồi, chị đã dùng sản phẩm này, chị mua trực tiếp bên Hàn Quốc về rồi và thấy nhà em livestream và cũng như là có giảm giá này đó. Chị mua nhà em sản phẩm này rất là nhiều và nhiệt tình luôn các chị nhá, bởi vì cái sản phẩm này chính là những cái người đã sử dụng sản phẩm này cực kỳ là hài lòng với chất lượng của nó, dùng rất là thích, da rất là căng và mướt các chị ạ. Chị không nám, không tàn nhang, da rất mịn nhưng bị nếp nhăn ở hai đôi mắt mất rất nhiều thì sao á? Chị Châu Phạm bị nếp nhăn ở hai bên mắt này của mình đúng không ạ? Chị có thể dùng cái tinh chất này nhà em để giúp làm căng cái vùng da mắt của mình lên cực kỳ là hiệu quả. Em hướng dẫn các chị dùng cái tinh chất này một lần nữa nhá, cùng với máy massage nhà em nhá.
Các chị nếu bị nhăn ở vùng đuôi mắt này, các chị cho em cái tinh chất này một chút đậm thôi, một chút này ở cái vùng đuôi mắt của mình này. Các chị đưa cái máy massage này sang chế độ đèn đỏ cho em, soi cho em cái đuôi mắt của mình trước đi nhá, chị Châu Phạm nhá. Sau đó là chị đưa máy massage này, đưa nhẹ cho em từ trong ra ngoài các chị nhá, đưa nhẹ cho em từ trong ra ngoài để giúp cho cái vùng da đuôi mắt của mình nó không bị nhăn mà nó có độ trơn. Đó, độ trơn để giúp làm cho cái da mặt của mình nó được căng hơn này. Thỏ gấu máy massage bao nhiêu? Máy massage nhà mình là 250.000 nhá, thỏ gấu nhá. Còn đây là cái quà tặng kèm khi mà cả nhà mua tinh chất này nhà em nhá các chị nhá. Mua tinh chất là em tặng cho máy massage và trong livestream em tặng cho 20 chị nhá. 20 người nào cứ để lại cho em số điện thoại đầu tiên thì em tặng cho người đấy nhá các chị nhá. Vũ Thị Hay, em chào chị Vũ Thị Hay này. Chào thỏ gấu này, sản phẩm này nhà em là xuất xứ từ Hàn Quốc cả nhà nhá. Chị Châu Phạm có nhìn thấy không ạ? Em đang dùng máy massage này cùng với lại cả cái tinh chất. Đó. Máy này nhà em là 250.000 nhá chị nhá. Mình đang dùng sản phẩm Hàn Quốc rất đẹp. Máy này bao nhiêu? Mỗi lần massage bao nhiêu phút? Mỗi chị Đỗ Phương Thúy ơi, mỗi lần massage cho em 10 đến 15 phút nhá chị nhá. Massage cho em mỗi một lần 10 đến 15 phút. Đây là cái sản phẩm tinh chất này của Hàn Quốc, còn máy này nhà em là máy của Nhật nhá chị nhá. Máy này là máy massage của Nhật, massage bổ trợ để giúp cho tinh chất nó thấm sâu hơn vào trong da mặt của mình. Đối với vùng da mắt thì mình phải cực kỳ là nhẹ nhàng thôi nhá chị nhá. Đối với vùng da mắt thì mình phải nhẹ nhàng massage cho em như thế này này. Cái máy massage nó sẽ đẩy từ từ thôi, từ trong ra ngoài như thế này cho mình này. Cũng như là nó massage cực kỳ nhẹ nhàng vùng đuôi mắt của mình được. Đối với lại vùng da mắt thì là mình nhớ là phải đưa cho em nhẹ nhàng thôi. Nếu như mà mình mà đưa nó quá mạnh ấy thì là nó sẽ bị nhăn cái vùng đuôi mắt này của mình. Kể cả là đối với tay các chị, nếu như chị massage cùng với lại cả cái vùng da mắt của mình. Bởi vì vùng da mắt là cái vùng da rất là mỏng. Ok, chốt cho chị Vũ Thị Hay luôn này. Không cần hỏi nhiều, nhìn sản phẩm chứng minh thôi là đã thấy rồi đúng không ạ? Chốt luôn cho chị Vũ Thị Hay này. Chị ơi, máy massage nhà em có bảo hành và bảo hành lên đến 12 tháng nhá chị Huỳnh Quang nhá. Chị lấy sản phẩm thì nhà em có bảo hành cho chị luôn là bảo hành lên tới 12 tháng. Có đổi trả sản phẩm cho tất cả các chị riêng bảo hành về máy massage nhá. Và kể cả tinh chất này nhà em có bảo hành cho tất cả các chị nhá. Thỏ gấu tinh chất bao nhiêu? Tinh chất hôm nay có giảm giá từ 800 xuống còn 300.000 tặng cho 20 người trong livestream này. Ok, chốt cho chị Sang Trần Thùy Dương giá bao nhiêu bạn ơi? 300.000 một lọ tinh chất tặng luôn cho một máy massage mini cầm tay đây này. Đấy, chị nhìn thấy không ạ? Em đang vuốt tất cả các chị ơi. Nếu như massage thì nhớ đưa cho em sang bên Thái Dương nhá. Vuốt hết tất cả cái vùng da mắt cũng như vùng da mặt của mình đưa lên Thái Dương cho em. Để giúp cho da của mình nó căng. Nhớ lúc nào cũng massage theo hướng mũi tên từ dưới lên. Đừng bao giờ đưa cho...